cập nhật tình hình COVID-19 thành phố Cần Thơ. Bản tin tối ngày 29 tháng 12, tính đến 19 giờ hôm nay, Cần Thơ ghi nhận 137 ca nhiễm mới, trong đó 98 trường hợp tầm soát tại cơ sở y tế, 34 trường hợp trong khu vực cách ly, 5 trường hợp cách ly tại nhà và đang tiếp tục điều tra truy vết. Các trường hợp nhiễm COVID-19 được ghi nhận cụ thể ở các quận huyện sau. Quận Ninh Kiều ghi nhận 38 ca nhiễm mới, trong đó phường Cái Khế ghi nhận 8 trường hợp, gồm 3 tầm soát tại cơ sở y tế và 5 trong khu cách ly. Phường An Bình ghi nhận 2 trường hợp, phường Xuân Khánh 3, phường Thới Bình và phường An Phú ghi nhận mỗi nơi 1 trường hợp qua tầm soát tại cơ sở y tế. Phường An Nghiệp ghi nhận 2 trường hợp trong khu cách ly. Phường Hưng Lợi ghi nhận 9 trường hợp, gồm 4 tầm soát tại cơ sở y tế và 5 trong khu cách ly. Phường An Hòa ghi nhận 4 trường hợp, gồm 2 tầm soát tại cơ sở y tế và 2 trong khu cách ly. Phường An Khánh ghi nhận 8 trường hợp, gồm 6 tầm soát tại cơ sở y tế và 2 cách ly tại nhà. Quận Bình Thủy ghi nhận 20 ca nhiễm mới, trong đó, phường Bình Thủy ghi nhận 3 trường hợp, gồm 1 tầm soát tại cơ sở y tế và 2 trong khu cách ly. Phường An Thới ghi nhận 4 trường hợp, phường Thới An Đông 2, phường Bùi Hữu Nghĩa 2, phường Trà Nóc, phường Trà An và phường Long Tuyền ghi nhận mỗi nơi 1 trường hợp qua tầm soát tại cơ sở y tế. Phường Long Hòa ghi nhận 6 trường hợp, gồm 5 tầm soát tại cơ sở y tế và 1 trong khu cách ly. Quận Thốt Nốt ghi nhận 15 ca nhiễm mới, trong đó, phường Tân Lộc ghi nhận 9 trường hợp, phường Thốt Nốt và phường Trung Kiên ghi nhận mỗi nơi 2 trường hợp trong khu cách ly. Phường Tân Hưng và phường Thuận Hưng ghi nhận mỗi nơi 1 trường hợp tầm soát tại cơ sở y tế. Quận Ô Môn ghi nhận 5 ca nhiễm mới, đều được phát hiện qua tầm soát tại cơ sở y tế, gồm phường Phước Thế 1, phường Châu Văn Liêm, phường Thới Hòa và phường Long Hưng ghi nhận mỗi nơi 1 trường hợp. Quận Cái Răng ghi nhận 17 ca nhiễm mới, trong đó, phường Hưng Phú ghi nhận 3 trường hợp và phường Hưng Thạnh 1, qua tầm soát tại cơ sở y tế. Phường Phú Thứ ghi nhận 4 trường hợp, gồm 3 tầm soát tại cơ sở y tế và 1 trong khu cách ly, trong khu vực phong tỏa và cách ly tại nhà. Phường Lê Bình ghi nhận 4 trường hợp, gồm 3 tầm soát tại cơ sở y tế và 1 trong khu cách ly. Huyện Thới Lai ghi nhận 3 ca nhiễm mới, trong đó, thị trấn Thới Lai 1, xã Thới Thạnh 1, xã Định Môn 1 đều được tầm soát y tế. Huyện Phong Điền ghi nhận 7 ca nhiễm mới, trong đó, xã Giai Xuân 3, thị trấn Phong Điền 1, xã Nhân Ái 1, xã Tân Thới 1, xã Nhân Nghĩa 1, tất cả đều được tầm soát y tế. Huyện Cờ Đỏ ghi nhận 7 ca nhiễm mới, trong đó, xã Trung Thạnh 3, xã Trung Hưng 1, xã Đồng Hiệp 1, thị trấn Cờ Đỏ 1, xã Thới Xuân 1, tất cả đều tầm soát y tế. Ngoài ra, thành phố Cần Thơ còn ghi nhận 25 ca nhiễm về từ tỉnh, thành phố khác gồm tỉnh Vĩnh Long 6, tỉnh Hậu Giang 12, tỉnh Kiên Giang 2, tỉnh Sóc Trăng 3, tỉnh Đồng Tháp 1, tỉnh Cà Mau 1. Kênh sẽ cập nhật khi có thông báo mới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.